thưa các bạn các bán thời gian vừa rồi các phong trào thì đùa cuộc vấn đống do hối liên hiệp phú nư tinh phạt đống tạ ản hối liên hiệp phú nư các cấp chiên khải thực kiến hiếu qua thu hút đông đao hối viền phú nư thảm hà bằng từ việc là cu thê thiết thực tổ chức hối ta phạt hủy vài trò cầu nộn khơi dấn tinh thần chu đống sáng táo còn lao đống sản xuất giúp cho tư hối viền vươn lên thoát nghèo, bơ thành với tẩm gương điên hình còn phát triển kinh tế, để tích cực tham hà công tác an sinh xã hối tán quyền bệnh. Đam mê với nghề mày vơ cho con nho, ngăn thâu cho họ nghe dòng, ái đình thị đoạn ơ xa hợp nhất huyến đoàn hùng, ta vơ mà tiếm mảy nho, chi với cưa tiếm nho ở quyền bệnh mây mùa ngày ái nhăn nhòm ước mơ phát triển chăm chi soi thải nghệ ái con có năng khiếu thiết kế sáng táo bơi mâu ma như đầm sơ mi ảo khoác quầy tầm, quần tây các loại phú kiến đặc biệt là các thiết kế ảo dài tê thu hút khét hàng như là bị công việc mày của ái có việc là ôn đính có thu nhập trang trai có cuộc sống gia đình Năm năm tôi cũng đi học thêm để lấy thêm kiến thức và tự mình. Mắt năm họ tí học thêm thấy nghe mơ lần, tê có thêm kiến thức, thiết kế thêm từ mô ma mới. Kiêu theo thời đái cua mùa năm, gia đình sinh thủ băng nghe mày Kiểm thủ băng nghe mảy quân ảo, ị trị cua ái đoạn trăng dưng lái ơ nhú câu tu ẩn tu mặc ạn à, người quen rợi thiếu mội mày ra công cho các công ty mày ản xứ huyện khích của phụ nữ đề ản tạo điều kiện tiếp cận với nguồn mày, bờ ngân hàng chính sách. Ái đoàn ta ản văn mắt cầm chiếu tổng vốn tê vơ rốn sản xuất. Với thổ vốn ản văn, ái đầu tư mạnh mốc thiết bí giả cộng, nỗ lực phát triển vườn lệnh. Bơ ma mà tiếm mảy nho chứ ni ái ta vơ rốn, vơ cứ hàng mày. Ngoài súp ôn đính, kinh tế gia đình con táo việc là cho lao động ở quyền bệ, nhất là bởi ủn máng của con nho. Họ là việc ơn nì ản trăm năm. Ơn ờ nì điều kiến là việc thuân lưới, kinh nhà, mức thu nhập ôn đính vơ cổ tỉnh Tam Chiếu. 5 triệu. Thầu thời gian tìm hiểu hoặc khoi kinh nghiệm các chàng trái chăn nuôi cùng sứ khích lễ đóng viên giúp đỡ của chính quyền quyền phện hối hôn nữ ái đô thí hồng hánh ơ sa ván xuân huyến tam đồng ta chuyên tôi diện tích tất tôn mô cần kẹm hữu qua thàng chăn nuôi cả thường phong xây dựng chăn nuôi ca theo hưởng công nghệ cao an toàn sinh học và chỉ ban đầu gia đình họ chi chiếm phơ 1.000 tỉnh Hàn Nghiên Còn, rần rần cam rô lấy là... lái lưới nhuấn gia đình họ phát trên thềm ngăn chữ khoang hàn ván còn phát triển lên mô hình khoảng 2 vạn con tên nồng cào hiếu qua chẳng nuôi kẹn xịt bánh xây hà các tuông thiệm ản gia đình xây dựng cách biệt ra phân khu theo từng giai đoạn sinh trương cả táo thôn lưới còn quá trình chăm sóc áp dụng các biện pháp sinh học như vệ sinh tuông cái bay chẳng tha phòng bệnh bằng vaccine để các trẻ phong sinh học, trong sử dụng kháng sinh, trong sử dụng chất kích thích sinh dương. Ngoài hà tê đam bao phê còn má, gia đình ái ta tứ san xuất còn má. Chính nhờ cách lan đi mà cho nó có các lựa vậy ra giúp cho con món triển xam áp lực về đầu tư để cho nó cũng có cả xuất bại Trung bình một năm, gia đình ái xuất bại hơn 30 tận cả với thu nhập kinh mất tí tổ. Và ấp nở ngăn chữ gia đình hòa, triệt ca là thương khó mạnh cường, vàng lái tứ nướng rất là thô, kinh tế ngày càng phát triển. Triệu. Còn bên nắm vừa rồi, tư hối viên phụ nữ vừa đam đảng, việc nhà vừa là tấm gương tiêu biểu còn phát triển kinh tế tê phát hủy vài trò phụ nữ ở nồng thồn, hối liên hiệp phụ nữ các cấp đã tay mánh công tác tuyên truyền, vận động ủn máng phát huy ban tỉnh cân cù tích cực lao động sáng táo, chuyên tôi cờ cậu cần mùng vất triệm, là trâu cho gia đình thế ban thần, đồng thời vận động ủn máng phụ nữ tham hạ các hoạt động xã hối, bơi giúp ủn máng tứ tìn hòa nhập để phát triển. Tê ủn máng phát triển kinh tế, hối phụ nữ huyến cũng đính hưởng trọng ủn máng, tìm tòi, phơi mô hình phù hợp, tê ủn máng, nhấn mô hình có hiệu quả tốt nhất, tổ chức tham hà, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, tê ủn máng học tập. Phòng trào phụ nữ trùng thầy phát triển kinh tế ta đi Tàng ạn à, nhân rốn ở các chỉ hối thì ta có từ mô hình phát trên kinh tế điên hình giúp ổn mắng tứ tìm chuyên tôi thảy tôi tư duy còn sản xuất việc tham hà phát trên kinh tế gia đình táo điều kiến tê ổn mắng chiến lệnh thiện chiến của mình từng bước khẳng định vai trò đối với thể của người phụ nữ là mọi con bơi người tiền phong phát trên mô hình mày gia công tán sang hóc đồng huyến yến lập ái nguyên thí bích lập ta tà hơn ba năm phụ vai cho người táo việc là cho lao động nư cảnh quyền bệnh cước ni ái lộc tí lát thuế ơ tư lô rê ta họ ảnh nghe mày vội mong hậu xây dựng kinh tế gia đình để hỗ trợ lao động của quyền bệnh nhất là với ủn máng có con nho chẳng có điều kiến tì xa tán các công ty xa nhà phát triển kinh tế ổn định phương nghề do lắp bị thầu chưa tim hiu thị trường năm 2020, ái lập ta ản hối phu nữ huyến hỗ trợ vặn vộn, cùng thổ vộn của gia đình ái ta đầu tư máy móc thiết bí, nhấn sản phẩm máy mặc của mất hộ công ty về máy gia công, trung bình một thạng cơ sơ cua, ái nhấn gia công phơ, măng nghìn tỉnh hàng nghìn sản phẩm máy mặc. Làm nhiều cho nên là nguồn hàng ăn bán về cho... dự thiếu à, rèn cơ à, là từ táo cứ là chậu ủ máng không quên họ vương há cứ là chậu ủ máng xương à, họ vờ rú từ táo cứ là cho hàn mưa lào đấu nhằm giúp cho phụ nữ có cùng ăn việc là để tăng thú nhập hối liên hiệp phụ nữ ta tập trung triển khai các nguồn vốn bơ ngân hàng chính sách xã hội huy động các nguồn vốn tán lô như vốn tiết kiệm vốn xoay vong để hỗ trợ kịp thời các ủn máng có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Gia đình Pa Thanh Cước Nì là ma hố khó khăn cua xa Xuân Thuy, ca nhà răm miếng ăn, trong cấy bào mẩy thao na, cận ló kẹm hiếu qua. Trăm cam chiếu tọn nghèo năm 2017, thông qua Hối Liên Hiệp Phụ Nữ xa ta táo điều kiến văn vốn bơ ngân hàng chính sách xã hội và ta xây dựng lái hệ thống tuông cái kiên cổ hơn tê chiếm cụm thường phơm, đặc biệt nhấn rô ốc nhồi là mã đặc sản có thị trường tiểu thú thôi ản tư người ưa chuống và ta cai táo khù tất cận thành tâm chiếm ốc phát triển kinh tế thì chúng tôi cước đi gia đình họ rất khó khăn là ăn chẳng thuận lưới. thấu y họ ăn văn rằm hướng chiếu của ngân hàng chính sách họ đầu tư vào chuyển cụn reo ốp nhồi chứ ni rô kinh tế là khả hơn rồi À, thường xuyên là tuyên truyền vận động đến các hội Thức viên, viên là kế hoạch chi đáo của hội liên hiệp phụ nữ huyện hội liên hiệp phụ nữ xã bọn họ thường xuyên tuyên truyền vận động tỉnh các khối viên chủ động phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế hộ gia đình để phát triển kinh tế vượt qua bơi khó khăn ban đầu, ngăn trừ mô hình kinh tế cua phát hành cho thu nhập kinh ram cam chiếu tồn kinh nằm. Ngoài hà vợi kinh tế tích lũy ản con quá trình chiếm ô, phát hành cũng sẵn sàng chia sẻ với mỗi người để cung ra phát triển. Được tiếp các nguồn mình cũng phải có kế hoạch của mình chính để hưởng dân cho nã lạ, là rồi đóng viên ủn máng các con đồng các đồng đồng đồng. thôn là cận nghèo, cố gắng la la bò thế chẳng chậu ạn như chương mọi người ở thành phố thành thí doanh, mày cũng chương phải, chương phải chương hết kẻ tọt kẻ nghèo tì Với nguồn vốn văn ưu đai của ngân hàng chính sách xã hội, án trên khai ta đê táng phát hủy hiếu qua, giúp cho tư hố gia đình cọ vốn vô rú, sản xuất kinh doanh, táo thêm việc làm mới, từng bước cải thiến để nòng gạo quốc thổ. Chúng tôi trước hết là tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến các cái chủ trương chính sách ưu đãi đặc biệt là những nhằm cái chính giúp sách mới hội viên và phụ nữ là và tăng thu nhập có cơ hội tiếp cận các nguồn nhất và, và thực hiện đúng, đúng những cái chủ trương và chính sách của đảng, đảng sách nhà nước về tín dụng huy các nguồn vốn tán lô như hỗ trợ các xã chảy vào tế hỗ trợ kịp thời các cột máng có điều kiện phát triển kinh tế gia đình thông qua nguồn vốn vay từ mô hình kinh tế đô hội viên phụ nữ thất phát huy hiệu quả thúc đẩy người dân phát trên kinh tế nào cả cũng nhập quan, tổ chức tập huấn trang bị những cái kiến thức kỹ năng cho thành viên vay vốn ngăn chữ hối liên hiệp phụ nữ các cấp tăng quản lý kèm một nghìn thậu cầm ti tôn các nguồn vốn văn thông qua tổ chức hối hỗ trợ hơn bốn một nghìn tôn kênh hối viên phát triển kinh tế các nguồn vốn ta tàng phát huy còn phòng trào phú nữ giúp ra phát triển kinh tế giảm nghèo bên vương, tôi động vật chất tính thân của hối viên phú nữ ả nồng lệnh, có phần vào sứ phát triển kinh tế chung của tinh